Nguyễn Hồng Nhung trải lòng về scandal anh Seth từng gây chấn động và lý do không muốn lấy chồng. Nhung muốn khép lại, chấm dứt tất cả những điều mà mọi người nhắc về Nhung, Nguyễn Hồng Nhung nói. Mới đây, giọng ca hải ngoại Nguyễn Hồng Nhung đã về nước, chính thức giới thiệu album đầu tiên tại thị trường Việt Nam sau 14 năm vắng bóng. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, việc trở về Việt Nam lần này với cô là dấu mốc quan trọng phải đắn đo suy tính rất nhiều. Ở tuổi 38, trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, Nguyễn Hồng Nhung có vẻ được vẻ điềm tĩnh đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, nữ ca sĩ không giấu được tâm trạng khi nhớ về scandal cách đây 14 năm cô khiến cô phải rời Việt Nam. Chắc chắn là do niềm đam mê âm nhạc của Nhung, khi bản thân đang ổn định quá lâu ở một môi trường nào đó thì mình sẽ muốn làm lại một cảm xúc mới. Việc trở về, chinh phục khán giả lại từ đầu là một trong những điều mà Nhung muốn thực hiện. Dù ở hải ngoại Nhung đã có vị trí nhất định rồi, nhưng với khán giả trong nước đó là một chặng đường dài. Bởi mình đã vắng bóng lâu, thế khi nên quyết định trở về thì Nhung phải làm một điều gì đó để lại dấu ấn. Ít nhất cũng phải thể hiện được mình mở sắc qua âm nhạc của mình. Tình cảm giữa Nhung và Lệ Quyên còn vượt xa hơn phạm trù tình yêu. Bởi tình yêu còn có giận hờn trách móc, nhưng cả hai đã quá hiểu nhau, từng ăn chung, ngủ chung. Cho tới hôm nay, Nhung trở về Việt Nam cũng là nhờ Lệ Quyên. Trước đây, Lệ Quyên la mắng Nhung rất nhiều trong chuyện hoạt động âm nhạc, biểu diễn cùng bạn ở sân khấu. Nhung thấy mình như ngủ quên trong chiến thắng. Lệ Quyên thuyết phục Nhung về Việt Nam để cho khán giả biết rằng mình vẫn còn hát. Dù mình có là cái tên bán vé ở thị trường hải ngoại đi chăng nữa, thì Nhung cũng nên quay về quê hương, vì ở đó có những ký ức vĩnh viễn không thể xóa được. Thực sự thì gia đình luôn tạo mọi điều kiện để Nhung có thể theo đuổi đam mê. Bạn trai lúc nào cũng tán thành trong mọi việc, quyết định cả hai không có nhiều bất đồng. Cho dù Nhung quyết định thế nào, anh cũng luôn luôn là người ủng hộ. Khi hoạt động ở Việt Nam, Nhung sẽ đi về giữa hai nước, chắc chắn là sẽ cố gắng thu xếp thời gian. Giờ đây, con ổn hơn rồi, vì thế nên Nhung mới quyết định trở lại với nghệ thuật. Thực sự rất dài, nhưng Nhung chưa bao giờ hối tiếc vì đã bỏ lỡ một khoảng thời gian như thế cho sự âm nhạc ở hải ngoại của mình. Đôi khi có những trong cuộc sống không phải cứ muốn là được, mà phải thuận theo những điều tự nhiên. Còn hôm nay là một cái duyên, số phận đã sắp đặt để Nhung trở về.